Vâng thưa quý vị, khi đứng trước dịch bệnh và khó khăn, người mang tâm bình an sẽ có cái nhìn lạc quan hơn về cuộc sống. Từ đó, những năng lượng tích cực sẽ được lan tỏa đến mọi người xung quanh bằng hành động thiện nguyện. Trong hai ngày mùng 1 và mùng 2 tháng 8 vừa qua, dù thời tiết Hà Nội mưa lớn, nhưng rất đông người dân thủ đô đã có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia để hiến máu tình nguyện. Đây là hoạt động nằm trong chương trình Hành trình đỏ năm 2020 do Viện Huyết học Truyền máu Trung ương phối hợp với các đơn vị tại Hà Nội tổ chức. Đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn, kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và giữ khoảng cách 2 mét là những hình ảnh được ghi nhận tại chương trình hiến máu giọt hồng tri ân năm nay. Đây là chặng cuối cùng khép lại 58 ngày của Hành trình đỏ lần thứ 8 tại 42 tỉnh, thành phố. Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại. Hiến máu tình nguyện là nghĩa cử cao đẹp của cá nhân với cộng đồng. Hành trình đỏ đã kết nối những tấm lòng nhân ái theo chủ đề xuyên suốt kết nối dòng máu Việt bằng sự sẻ chia đồng cảm đến người bệnh. Tôi được biết rằng là máu thì không thể tự sản xuất ra được, vì vậy là máu của người hiến tặng có vai trò rất là quan trọng đối với người bệnh, cũng như là trong tình hình mùa dịch Covid thì chúng ta cần rất là nhiều những người có thể là chủ động đi hiến máu để cung cấp một lượng máu chữa bệnh cho những người đang cần máu ạ. Đây là lần thứ 3 mình đi hiến máu. Dịch bệnh này nó đang rất là cần máu. Thì với cái tinh thần đấy thì mình đến đây để mình hiến máu của mình. Nó cũng rất là ý nghĩa, mặc dù là chỉ là một vài giọt máu của mình thôi. Hành trình đỏ 2020 được tổ chức quy mô nhất từ trước đến nay với thời gian dài, nhiều địa phương tham gia nhất. Đã có 302 điểm hiến máu, bao gồm các ngày hội chính và các điểm hiến máu hưởng ứng, với trên 101.600 đơn vị máu cho đi. Cái hoạt động này thì ngoài cái việc là cung cấp một cái nguồn lớn máu cho kho dự trữ máu và để sẵn sàng cung cấp cho các bệnh viện, thì cũng là một cái dịp tuyên truyền vận động kêu gọi cái tinh thần nhân ái sẻ chia, cũng như là một cái dịp để Viện Học Truyền máu Trung ương tổ chức các cái hoạt động hiến máu lớn để mà tập dượt cho các cái hoạt động chuẩn bị đối phó những cái nguy cơ, những cái ổ dịch như là dịch Covid. Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2013, qua 7 năm với 50 tỉnh thành phố thực hiện hành trình đỏ, vận động tiếp nhận được hơn 250.000 đơn vị máu phục vụ cho người bệnh. Chương trình đã góp phần đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức của người dân cả nước, mở rộng đối tượng hiến máu, giúp phong trào hiến máu ngày càng chất lượng, hiệu quả, bền vững.